Chào tất cả các bạn, mình là Trọng. Mình hiện tại đang làm Interaction Designer và cũng là một Motion Designer tại Hà Nội. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại sau một thời gian rất là dài để có thể tiếp tục làm một content về slide. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tới một cái loạt những cái video khá là thú vị mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tái tạo lại cái trang web tương tác này bằng cách sử dụng slide và Webflow. Đây là hai phần mềm cho phép chúng ta có thể tạo ra website và tạo ra cái tương tác 3D cho website rất là ấn tượng. Và cả hai phần mềm này đều miễn phí và các bạn có thể sử dụng nó mà không cần bất cứ cài đặt nào, có thể truy cập ngay trang web và sử dụng. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thứ nhất là chúng ta có thể model và làm animation cho con Pikachu rất là dễ thương ở đây, kèm theo với những cái tương tác như là nó uống cà phê và giật mình như thế này. Đó, tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn qua ở bên phía Webflow, nơi mà các bạn sẽ được và mình hướng dẫn làm những cái Webflow cơ bản, thí dụ như là cái phần nav này, phần footer này và tất nhiên là cả cái sự tích hợp của Webflow vào đây nữa. Để khi mà chúng ta kéo cái con trỏ chuột này xuống thì là nó sẽ có một cái tương tác khá là cơ bản như thế này. Ok, thì hẹn các bạn trong các video kế tiếp.